Xin kính chào quý bạn và các vị. Như vậy sau khi chúng ta liếm ăn L chán rồi thì cuối cùng người dùng đã được ăn M. M này thì không phải là mắm tôm như các thím Việt Nam dịch đâu, mà đây là Android kẹo dẻo. Và hôm nay mình sẽ cùng làm quen có những cái điểm gì mới để cho người dùng nên nâng cấp lên phiên bản này. Hiện nay thì các thiết bị Nexus mới được nâng cấp lên sớm nhất, và đây là chiếc Nexus 6 mình mượn tại cửa hàng Clickbuy. Nếu anh em muốn sử dụng một chiếc Nexus 6 hàng qua sử dụng hiện nay mức giá rẻ lắm rồi thì chúng ta nên truy cập website Clickbuy để xem chi tiết hơn về vấn đề này. Ở cái phiên bản Android M, điều đầu tiên là cái giao diện lên chơi thay đổi. Các bạn thấy là menu ứng dụng mọi người sẽ theo chiều dọc thay vì vuốt ngang như trước đây, và sẽ có một cái hàng ứng dụng trên cùng. Đây là những ứng dụng mà Android M sẽ tự động nhận diện ra những cái chúng ta hay sử dụng nhất, và đặc biệt là chúng ta tìm kiếm nhanh, ví dụ như Asphalta mình thì gõ ra, hay là AnTuTu vân vân, chúng ta chỉ cần gõ các cụm từ cái ban đầu là tìm kiếm được. Thay đổi tiếp theo là trong phần cài đặt này chúng ta sẽ xuất hiện một cái mục mới gọi là mục Memory. Cụ thể hơn đây là quản lý RAM được đưa hẳn ra ngoài phần setting. Bạn thấy là hiện nay mình có máy là 3GB RAM, nó ghi rất rõ là 2,9GB. Như vậy sau này các bạn đi mua máy cũng yên tâm là dung lượng RAM bao nhiêu hiển thị rõ ở đây. Và hiện nay nó là sử dụng 1GB. Tổng cộng là RAM trống của mình là còn 1,9. Và các bạn để thấy là nó sẽ liệt kê chúng ta đầy đủ là những ứng dụng nào hiện nay đang chiếm RAM trên máy. Và từ đó người dùng có thể chủ động được ứng dụng nào đang chiếm hệ thống RAM của mình quá nhiều, mà trong khi đấy mình không cần, chúng ta sẽ clear giải phóng RAM cho nó. Và ứng dụng này nó sẽ hiển thị RAM theo lượng thời gian 6 tiếng, 12 giờ hay là 1 ngày. Android M cải thiện rất nhiều về khả năng quản lý đa nhiệm, và hôm sau mình sẽ có bài so sánh. Chúng ta đi với phần pin. Một trong những vấn đề mà Android luôn luôn bị chê đó là khả năng thời gian chờ không tốt, thường bị tiêu tốn pin nhiều hơn trong thời gian chờ. Và lần này với Android M đã có một tính năng tiết kiệm pin và quản lý pin hoàn toàn mới. Với chế độ tối hóa pin này thì bất kỳ khi nào mà máy ở chế độ idle mà để lâu quá không sử dụng, lập tức Android M sẽ đưa nó vào cái giống như kiểu ngủ đông vậy, sẽ giúp cho cái thiết bị chúng ta không tiêu tốn nhiều điện năng và không sợ là hao hụt pin trong quá trình chúng ta ví dụ để qua đêm. Và người dùng có thể chủ động kích hoạt chế độ tiết kiệm pin này lên trong trường hợp mà chúng ta muốn kéo dài thời lượng pin trước khi đi ngủ. Đây là một tính năng rất hay, theo như họ nói là lên khoảng 20-30% so với các phiên bản Android trước đây. Bây giờ khi chúng ta vào phần cài đặt ứng dụng sẽ có những tính năng sau. Thứ nhất là App Permission. Hiện tại thì mỗi khi chúng ta mở bất kỳ một ứng dụng nào lên đều có những quyền khác nhau. Ví dụ như ở trong camera có tổng cộng lên tới 13 ứng dụng được truy cập vào camera của mình. Mình thấy nhiều cái vô lý như AnTuTu thì cần quái gì camera, mình sẽ tắt nó đi. Và điều này sẽ giúp cho cái ứng dụng này sẽ mất quyền truy cập vào cái camera của mình nhưng vẫn hoạt động hoàn toàn bình thường. Tránh những trường hợp ví dụ như đặc biệt như là tin nhắn hoặc cuộc gọi, nhiều ứng dụng sẽ tự động trừ tiền trong máy mà chúng ta không hề hay biết. Như vụ Facebook chắc chắn là mình sẽ tắt nó đi rồi, rất là vớ vẩn. Và kể cả là phần mềm tin nhắn tắt luôn luôn đi, cho nó nhắn tin nữa chết à đi. Rồi ok rồi, ở bây giờ thì Android M sẽ có một cái ẩn phía sau rất hay. Rồi đây chính là một cái trò chơi mới. Ok 3, 2, 1. Nó vẫn là lao qua, nhưng mà thay vì hình cái kẹo giống như kiểu là Android 5.0 thì lần này sẽ lao qua hai cái kẹo dẻo. Nó có mặt kìa, đậu má đậu xanh. Cái này khó hơn Flappy Bird nhiều. Ở đây Flappy Bird lần trước mình được 90 mấy, 100 mấy cơ, nhưng mà cái này toàn được 1-2 điểm thôi. Android M có một tính năng chủ chốt được gọi là hay nhất trong năm nay và mình sẽ chia sẻ mọi người. Ví dụ bây giờ nhé, các bạn thấy trên màn hình mình là trên Google mình đang tìm kiếm cụm từ là The Martian, là tức nghĩa là người trở về sau hỏa chẳng hạn. Và bây giờ khi mà bất kỳ ai nhắn tin gửi email cho mình liên quan nội dung này, mình bấm giữ lên phím Home, lập tức sẽ có một cái thanh công cụ quét toàn bộ màn hình của mình, sau đó sẽ đưa thông tin. Nó nhận ra đây là cụm từ The Martian và nó cho biết là hiện nay đây là một bộ phim đang có mặt trên IMDb được chấm 8,4, hay đây là có một cụm từ liên quan đến bộ phim này là NASA, hay là ta có những cái thông tin về bộ phim này. Và người dùng chỉ cần chạm vào YouTube hoặc bất kỳ một thông tin nào cần, lập tức chúng ta sẽ được xem được những thông tin về cái cụm từ mà các bạn vừa tìm kiếm. Ví dụ như bây giờ nhá, có người nhắn tin cho mình là Ronaldo. Tất nhiên ở đây là do máy này mình chưa lắp sim nên người ta không nhắn tin được. Và bây giờ mình sẽ bấm giữ cái phím Home này một lần nữa, sau đó cái Google này sẽ tự động quét toàn bộ giao diện màn hình. Đó, nó sẽ có những thông tin sau. Chúng ta sẽ có Rô béo này, ở đây là Cristiano Ronaldo này, cẩm nang mua sắm, cái đậu. Karim Benzema này, khởi nghiệp kinh doanh, tin tức mới nhất. May mà không có hiếp dầm đây. Và như vậy đây là những cái ứng dụng và những cái sự cải tiến của Android M so với phiên bản Android 5.0. Các bạn cảm thấy thích đừng quên like, share với bạn bè, và mọi người thích tính năng gì nhất mời comment chia sẻ bên dưới. Fan Samsung chắc sẽ thích tính năng quản lý RAM nhiều hơn so với phiên bản Android 5.0. Đừng quên truy cập vào website clickbuy.com.vn để xem giá bán chi tiết của Nexus 6. Hiện nay các thiết bị Nexus 6 đang có mức giá cực kỳ là tốt rồi. Hẹn gặp lại các bạn trong các video lần sau.